Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phạm Anh Quân. Giờ năm nay là mình 18 tuổi, đang học ngành ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Ngôn ngữ Tin học thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình cũng vừa mới phỏng vấn đậu phí xe nhờ có cái câu hỏi do công ty du học Tân Đại Dương hỗ trợ. Khi qua Mỹ thì mình sẽ đi học ngành kỹ sư cơ khí tại trường Đại học University of South Alabama trong vòng 5 năm, 1 năm để học tiếng Anh, về 4 năm học chuyên ngành kỹ sư cơ khí. Trả lời với lãnh sự thì mình nên tự tin, mỉm cười chút, trả lời theo phản xạ tự nhiên. Về phần phỏng vấn thì mình đã được các chị tư vấn tại Tân Đại Dương hướng dẫn cho rất là tận tình. Mình khuyên các bạn là cái quan trọng khi mà phỏng vấn thì các bạn nên giữ bình tĩnh, thả lỏng cơ thể, thể hiện thái độ tự tin ra về bên khuôn mặt của mình. Để khi đối diện với lãnh sự Mỹ thì họ hỏi gì thì mình trả lời cái đấy. Và nên trả lời một cách thật là dứt khoát. Hy vọng là với những chia sẻ của mình thì sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu như các bạn có ý định phỏng vấn đi du học Mỹ